hai tôi hướng dẫn với các bạn quy trình lắp ráp một cái động cơ D15. Đây là cái động cơ D15. Trước hết là ta phải làm một số cái chuẩn bị mà lắp ráp ấy. Ta chuẩn bị một số cái kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra hai cái đệm đẩy. Đây là hai cái đệm đẩy xúc bắp. Hai đệm này là sẽ đẩy vào cái đũa đẩy. Khi lắp ráp là phải chú ý kiểm tra trước. Cái này thông thường nó mòn một bên này, là hệ thống xúc bắp làm việc là không ổn. Cho nên trước khi lắp ráp là ta phải kiểm tra và rửa ray xong ta lại lắp vào. Nếu quên hai cái này thì ta lại phải tháo nó từ đầu. Đấy. Thứ hai là kiểm tra về dầu nhớt ở trong bụng và bụng máy xem có sạch sẽ hay không. Và sau đấy là ta lắp ráp, rửa ráy và lắp ráp cái bầu lọc thô của cái bơm dầu trước. Đây là cái bầu lọc thô, có một cái lưới thô này. Đấy, lưới thô. Cái này ta lắp làm nào để cái mặt này song song với phía dưới. Nếu ta lắp xong ta mới lắp cái này thì tương đối khó lắp. Nhưng mà bây giờ ấy, ta tháo này ta nên lắp trước. Thứ nhất là đây là cái con ốc dầu của cái bò lọc thô. Nó có hai cái răng, một cái răng đồng phía trong và một cái răng đồng phía ngoài. Đấy, ta tiến hành lắp ra. Chú ý là bên trong có một cái răng đồng đồng. Đây là hai cục đối trọng này mà lắp sai bánh răng là khi làm việc là cái máy sẽ rung mà thông thường mình đứt các cái chân này. Đấy, cho nên là khi lắp ráp chú ý là phải đúng dấu. Muốn tháo được hai cái này thì ta dùng cái vam, ta tháo con ốc đây ra, tháo con ốc này ra rồi đây có hai cái lò vam bánh răng này. Ta đưa cái vam vào, ta vam ra và đóng cái vòng bi ra để lấy ra ngoài. Bên này cũng thế. Đây là cái cọc trục trung gian. Trục này ấy, nếu mà bị lỏng đây ấy, là rất khó. Bị lỏng đây gần như là phải vứt cả cái lốc máy. Còn nếu không ấy là đưa đi các nhà máy cơ khí ấy là người ta sẽ đóng lại cái trục này. Chứ còn mình đóng bỏ vào khó. Cố tồn tại. Còn đây là cái bạc ống. Ta phải kiểm tra cái bạc ống, nếu bạc ống có hiện tượng là ta phải thay này. Như trong cái video clip trước là tôi đã thay bạc ống này. Còn đây là cái rãnh đưa cái bơm dầu vào. Đây thì đây là cái bơm dầu, loại bơm này ấy. Hắn là một cái bơm bánh răng ăn khớp trong. Bơm mình đang ở tập trọng. Đấy. Khi lắp ráp vào thì ta nên có cái gioăng đèn kín ta đưa vào và lắp ráp trước kia. Cái đường này có hai cái đường dầu này. Cái đường dầu từ dưới đây thì có con ốc này lên đây là cái đường dầu vào. Còn từ đây ấy, thì là từ bơm ra đây là cái đường dầu ra. Cái đường dầu ra này sẽ lên đây.
sang cái lọ này. Thế từ cái lọ này ấy, bạn sẽ vào cái mặt tròn này, vào cái mặt tròn đi vào đây, bạn đi vào trong cái bậc ống này, bôi trơn vô cái trục phủ. Thế từ cái bộ trục phủ này ấy, đây các bạn nhìn cái trục này, khi dầu từ cái bậc ống đi vào cái lọ này trục phủ thì dầu sẽ được đưa vào bên trong cái trục bin. Đấy, trục bin. Từ cái trục bin này ấy, là bôi trơn cho cái bạc bin ở đây. Đấy, có cái lọ bôi trơn này. Đấy. Bạc bin, từ bạc bin đây, từ trục bin này lấy có một đường ăn thông với lại cái trục bánh răng, cổ trục bánh răng đây. Đấy. Thế thông thường ở cái bệnh mà hay bị bó bạc bin, cái bệnh hay bó bạc bin này, cái hệ thống máy thì không được gì, nhưng mà hay bị bó cái bạc bin thì là do đất ở bên trong cái cổ trục này lắng đọng nhiều quá, khi mà cái này quay ấy là các cái thành phần nặng nó bám xung quanh cái lỗ bên trong, anh chắc cứng lấy là anh không bôi trơn vào bên cái trục này, hoặc là anh cũng không bôi trơn cái cổ này, thì lúc bây giờ ấy, là sẽ bị hay bị bó pin. Tôi lấy ví dụ một cái trục cho các bạn xem. Đây, đây là cái trục khuỷu của cái máy D24. Hiện nay bên trong này ấy, là rất nhiều đất, tôi cài cho các bạn xem. Cho nên khi mà tháo cái máy ra là các bạn phải làm vệ sinh cái lỗ này sạch sẽ. Đấy, đất sẽ nằm bên trong này rất nhiều. Có những cái là chắc lại luôn, có những cái khèo ra bên trong này là một cái khoảng độ nửa bát ăn cơm đất. Đây, sẽ tắt cái lọ này lại luôn. Cho nên khi mà cái máy mà hay bị bó cái bạc pin bên này, hay bó cái bạc ống bên này, thì ta phải tháo cái ốc đây ra, tháo ốc đây ra và thông thật sạch, phải thật sạch cái ống bên trong. Thì đại đa số nếu mà thợ mà chưa biết ấy, thì là không làm cái việc này là không giải quyết được cái vấn đề bó bạc pin ở bên, bó bạc ống ở bên phía bánh răng. Đấy, thì cái đấy là cái rất quan trọng mà ở cái video trước tôi đã nhắc nhở rồi. Thế bây giờ ta tiến hành lắp ráp. Bây giờ tôi đưa trục khuỷu vào trước. Xong đưa cái ốp này, người ta gọi là cái ốp mặt tròn. Ốp mặt tròn này bao gồm một cái bậc ống, có các cái lọ để bôi trơn và dẫn dầu bôi trơn đi. Thứ hai nữa ấy, đây là cái phớt bánh đà. Cái phớt này mà hỏng là khi làm việc là dầu tung nở ở đây. Thứ ba là cái đường dầu bôi trơn. Đây, anh qua cái rãnh bậc ống mà đi vào đây. Đấy, anh đi vào trong này và đi ra đây. Thế thì là dầu sẽ từ cái đường này qua cái lỗ này vào trong bậc ống. Vào trong bậc ống là từ trong bậc ống sẽ đi qua trục và đi vào trong hệ thống bên này, vẫn đi sang bên hệ thống bánh răng. Rồi bây giờ ta tiến hành lắp ráp. Cái ốc dầu này là đi lên mặt leo, đi lên đầu bò, tức là lên mặt quy lát. Khi đưa vào là ta nâng lên. Đấy. Nâng lên và đồng thời ta đóng vào. Cầm cái cổ trục nâng lên. Đừng có đóng sát vào. Ra hết ốc vào lúc đấy nó tải.
Đây là có 6 con ốc của cái mặt tròn này. Ta gá vào rồi, ta đánh vào. Ở cái mặt tròn này cũng có hai cái lỗ này. Hai cái lỗ này là có gen. Để người ta khi thằng người ta tháo cái mặt tròn là người ta bổ con ốc vào đây, chúng ta ví dụ như này. Đấy. Bổ con ốc vào đây và vặn là mình sẽ đẩy cái mặt tròn này ra, đẩy hai bên ra. Trước hết là ta cứ vặn tới luôn mà, nhưng đừng vặn chặt. Nhích như này mà hơi nhúc nhích là kéo vào kéo ra, hơi nhúc nhích là được, nhưng mà còn mà kéo ra kéo vào được thì là không được. Kéo ra kéo vào được là do cái gioăng này ấy, là quá dày. Còn mà ta kéo ra kéo vào này mà không có nhúc nhích cái gì đấy là quay cái cục này là sẽ nặng, và khi quay làm việc máy sẽ nặng không được, có nghĩa là ta phải thay đổi. Phải thay đổi cái gioăng này đi. Đấy. Để cho làm nào ấy là cái trục này là sẽ phải cứng. Rồi. Sau đấy là ta tiến hành lắp cái bơm. Đây là cái bơm dầu. Đây là lỗ dầu vào và lỗ dầu ràn. Lỗ dầu vào, lỗ dầu ràn. Thank you.
cứ làm xong một cái động tác nào là ta phải quay cho mình có trơn này không, làm tập tiến hành lắp bánh đà. Đây bây giờ tôi đi lắp ráp cái bánh đà này ấy, là nặng 28 cân. Các bạn có nhìn thấy trước khi lắp ráp ta phải nhìn xem có bị nứt hay không. Đấy. Thứ hai là cái rãnh thiên có bị mòn này, là có bị loét hay không. Đấy, còn đây là các cái lỗ này, là các cái lỗ khi người ta làm xong, chế tạo xong cái bánh đà là người ta phải cân cái bánh đà, người ta khoan những cái lỗ này đi để cho có cái bánh đà cân đối. Thứ hai nữa là cái cổ trục này. Cổ trục này anh có bị loét hay không? Xong ta đưa vào. Khi cái bánh đà bị nứt hoặc cái lỗ bị loét là khi máy nổ lên kêu rất là khó chịu, cho nên là lắp ráp hay là ta phải lắp. Rồi, trong cái video sau tôi sẽ giới thiệu hướng dẫn tiếp về cái quy trình lắp ráp cái động cơ D15.